Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Bình hôm nay với hạ tầng giao thông phát triển, rất nhiều tuyến đường tuyến phố mở ra. Trong số hàng trăm tuyến đường phố ở thành phố Thái Bình, có những phố gắn liền với sự phát triển của mảnh đất này ngay từ những ngày đầu thành lập. Tuyến phố mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là phố Lê Lợi, xưa có tên gọi là phố Đệ Nhất. Đây là phố trung tâm và mang trên mình nhiều dấu ấn lịch sử. Phố Lê Lợi là một trong những tuyến phố lâu đời nhất tại thành phố Thái Bình. Trước năm 1954, phố này có tên gọi là phố Đệ Nhất. Những năm 60 của thế kỷ 20, ngoài phố Lê Lợi, mọi con phố nhỏ khác của thị xã Thái Bình chỉ là những nhánh phụ. Lúc bấy giờ, dân cư sinh sống trên tuyến phố này thưa thớt và chủ yếu buôn bán nhỏ. Không đông đúc như thế này đâu mà nó nhỏ ấy. Tức là hộ dân buôn bán ấy. Nhưng mà đặc biệt đấy là từ Vọng Cung trở lên là rất là sầm uất. Toàn bộ cái hệ thống thương nghiệp ở khu vực đấy, nhà cửa trên hết mà buôn bán ở đấy, nhưng mà buôn bán nhỏ thôi chứ không như bây giờ sầm uất như bây giờ. Cùng với sự phát triển của thị xã Thái Bình, phố Lê Lợi được mở rộng và trở thành một tuyến phố khang trang sầm uất. Tuyến phố được mở rộng với chiều rộng nền đường hơn 40m, chiều dài toàn tuyến 1,5 km. Điểm đầu giao với đường Lý Thường Kiệt và điểm cuối là đường Đốc Nhưỡng. Trên tuyến phố này hiện có khoảng 300 hộ buôn bán với nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Trong đó có nhiều gia đình 3-4 đời sinh sống và kinh doanh ở đây. Về đường Lê Lợi này mà mở cửa hàng may đo tại đường Lê Lợi từ thời giải phóng Điện Biên cho đến 1955 là chuyển về đây ở cho đến bây giờ. Từ ngày đường mở rộng thì nói chung là bà con đi lại rất là thuận tiện, cho nên làm ăn cũng là mình cũng được là hưởng lợi nhiều. Ngoài trung tâm tài chính, các cửa hàng kinh doanh buôn bán tọa lạc trên tuyến phố Lê Lợi còn có trụ sở làm việc của nhiều cơ quan. Đặc biệt, vườn hoa Lê Quý Đôn được mở rộng, một mặt tiếp giáp với phố Lê Lợi, tạo không gian xanh, điểm nhấn cho tuyến phố trung tâm này. Thành phố Thái Bình hôm nay đang từng ngày thay da đổi thịt. Phố Đệ Nhất xưa, phố Lê Lợi này vẫn mãi là một minh chứng về sức sống và sự phát triển không ngừng của thành phố Thái Bình hiện tại và tương lai.